Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hữu Phúc. Tiếp tục clip sáng hôm nay cũng có ít máy cũ giới thiệu anh em nha. Quy định mua máy mình thì anh em cũng biết, cặp trước cho mình cái cặp Viettel 50k cho những máy từ tầm 1 triệu tới 1,5 triệu nha. Những máy trên 1,5 triệu tầm 2 triệu thì anh em vui lòng cặp 100.000 Viettel nha. Nhắn cho mình 15 chữ số mã thẻ của cái cặp Viettel qua cho mình, cùng với họ tên địa chỉ là mình sẽ ship hàng cho anh em nha anh em. Tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền lúc anh em nhận được hàng. Ok, không có dài dòng nữa, tiếp tục clip sáng hôm nay. Con máy đầu tiên là con Vivo i51 anh em. Vivo i51 nha. Con này màn hình 5 inch, RAM 2, bộ nhớ 16. Pin thì 2002 nha anh em. 2350 á. Pin nói chung cũng ok. Con này thì vỏ thay rồi. Đẹp, keng sờ beng luôn, như mới ha. RAM 2GB, bộ nhớ 16. Mình sẽ test sơ chức năng ha. Wi-Fi ok. Camera ok luôn anh em. Vivo i51. Đó. Sơ qua. Kính thì đẹp nha anh em. Kính đẹp không có trời xước nha. Ok, con này để anh em giá của nó là 1,50 triệu nha. 1050. Mấy cái nói chung là màn hình còn rất là đẹp nha anh em. Tiếp theo cho anh em là con iPhone 6S. Màn thì phản quang nó hơi bị sáng sáng tí mấy cái đoạn này. Đây người ta có một vết sáng này. 6S máy quốc tế ha, máy quốc tế. Mọi chức năng ok. Vân tay vân chân đầy đủ ha anh em. Ok hết ha. Tài khoản của mình luôn ha. Máy quốc tế. Máy không, máy sạch nha. Hoàn toàn sạch trơn hết, không có dính ai lao liếc hết nha. Anh em mua thì mình sẽ tạo tài khoản cho mình để mình dễ xài ha. Máy Mỹ 16GB 6S. Ngoại hình thì như này, để anh em xem luôn. Máy màu xám nha. Vỏ có xuất sắc nhẹ. Đây, kính thì có lông mèo, mình dán cái lực rồi. Con này đã dán cái lực rồi anh em. Nói chung là ok. Mọi chức năng ok hết. Full chức năng nha. 6S 16GB. Máy con này mình thu lại nên giá nó sẽ mềm nha. Vậy mềm anh em mua thì ok hơn. Những cái máy mình nhập công ty thì nó sẽ mắc hơn tí. 91, pin 91 anh em. Đó, mọi chức năng ok hết. 6S 16GB, full tay. Full vân tay quốc tế. 2,3 triệu anh em. Nhanh gọn, 2,3 triệu. Một cái duy nhất, anh em nào cần thì hú nha. 2,3 triệu. 6S 16GB. Tiếp theo cho anh em là con Ryzen 320. Con này vỏ thay keng luôn. Đó. Màn hình 5 inch nha anh em. RAM 1,5GB, bộ nhớ 8. Pin 2006 nha. Máy keng sờ beng luôn. Pin còn không? Sợ hết pin. Máy này còn hết pin rồi. Quay nhanh cho anh em thôi. Mọi chức năng ok, màn đẹp. Giá 950k. 950k nha anh em. Con Ryzen 20 này. Kính đẹp, lưng đẹp. Tiếp theo cho anh em là con iPhone 5C màu trắng. Vỏ đánh giá tầm 96-97%. Đẹp keng anh em. Kính gần như không có xước nha. Lông chuột vài cộng thôi. Bản 16GB iPhone 5C. Pin hết nó rồi. Tí mình cắm sạc. Đó, mọi chức năng ok nha. 950k. 950k iPhone 5C. Tiếp theo cho anh em là con Samsung A600 bản hàng. Máy thì đẹp, ngoại hình đẹp keng này anh em, nhìn thấy không? A600. Kính đẹp, lưng đẹp nha. Máy đang cập nhật phần mềm. Kính đẹp keng luôn. Màn hình 5.6 nha anh em, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3000. Mọi chức năng full, bảo đảm cho anh em chất lượng ha. Con này máy nguyên zin. Giá 1950 nha anh em. A6. Giá 1950. Máy đang cập nhật phần mềm thôi, màn cực đẹp luôn. Tiếp theo cho anh em là con Samsung Rebellus. Con này vỏ còn zin. Vỏ thì ok nha anh em. Ngoại hình tầm 94-95 thôi. Vỏ không có keng. Màn thì thay rồi nha anh em. Con này màn hình thay nha. Loại 3C cực ngon hiện nay luôn á. Nói chung là VIP. Màn hình không có vấn đề hết nha. Rất ok. RAM 4 bộ nhớ 32 nha anh em. Màn hình 5.5 inch.
pin 3000. Mọi chức năng ok hết. Nói chung có lỗi nào thì báo trước trong clip, còn không thì máy nguyên zin nha. À máy nguyên chức năng, không có bị lỗi phải hết ha. Báo trước cho anh em chức năng nếu lỗi. Còn những con mình báo không có hết thì máy nói chung đa số là ok hết. Rồi, ok. Rebellus con này để em giá 1750 thôi. 1750 kèm sạc dán cực lực cho anh em đầy đủ nha, tất cả các máy. Máy nào mà không có dán được thì anh báo, còn đa số là dán hết cho anh em. Tiếp theo là con Grandmax, Samsung Grandmax bản hàng màu trắng. Máy kem tầm 98. 97 tới 98 đã dán cực lực cho anh em này. Kính không có trầy xước hết nha anh em. Máy đẹp như clip mình quay. Con này màn hình 5.5 nha. RAM 1.5 của nhớ 16, pin 2.5. Test sơ chức năng anh em nha. Camera thì cực nét nha nè. Rất đẹp. Con này xài cũng rất là mượt nha. Màn hình nói chung là sáng cực đẹp luôn. Màn hình của nó dạng AMOLED luôn, chứ không phải là dạng LCD đâu. Rồi răng mắt nha anh em. Ok. Pin 2.5 ha. Màn hình 5.5. RAM 1.5 bộ nhớ 16. Còn đi em giá 1150 nha. 1150 kèm sạc với dán cực lực cho anh em nha. Tiếp theo clip là con Xiaomi Note 7 anh em. Xiaomi Note 7, em coi màn hình coi. Kính đẹp anh em, kính đẹp gần như không có xước nha, xước nhẹ lắm, một hai cọng lông mèo thôi. Lưng ok thôi. Do xài ốp lưng nên nó hơi nhâm nhâm vậy. Con này màn hình 6.3 nha anh em. RAM 3 và nhớ 32, pin 4000. Chức năng ok hết nha. Chụp hình cực đẹp luôn. Wi-Fi mạnh. Xiaomi Redmi Note 7 anh em. RAM 3 và nhớ 32. Rồi, nhanh gọn cho anh em luôn. Con này 2.500.000 nha. 2050 Xiaomi Redmi Note 7 nha anh em. Kèm cho anh em sạc với dán lực cho anh em đầy đủ nha. Tiếp theo là con Oppo F9. Máy thì nguyên zin. Đại dán keo nhìn rất là đẹp, keo luôn. Con này đẹp tầm 97-98. Kính đại dán cực lực rồi, gần như không có xước nha. Đấy, ngoại thất như này. F9 thì anh em biết cấu hình rồi, RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình thì 6.3, pin 3.5. Đó, màn hình cực sáng đẹp luôn. Mọi chức năng ok. Oppo F9, RAM 4, 64. Nói chung là cấu hình ok rồi. Test anh em camera cho anh em xem luôn. Rất nét anh em. Camera thôi, khỏi phải chê. F9 giá 2550. 2550 nha anh em. Kèm sạc với giá cả lực cho anh em đầy đủ. 2.550.000. Tiếp theo là con Samsung A30. Con này là bản hàng nha anh em. Bản hàng ha, chỉ guarantee vẫn còn nguyên này. Viền rất là đẹp. Máy đập tầm đẹp tầm 98-99 nha. Máy keng luôn. A30. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6.4, pin 4000 nha. Kính gần như không có xước luôn. Nói chung là máy chuẩn luôn. Máy quá đẹp. Con máy này là quá sức đẹp luôn. Mọi chức năng ok, khỏi phải lên tên ha. Wi-Fi thì cực mạnh. A30 bản hàng, xài một sim nha anh em. Đó, máy rất là đẹp. Con này để anh em giá 2.8 nha. 2.8 kèm sạc với dán cực lực cho anh em trước khi gửi máy. Tiếp theo là con Samsung A6+ anh em, A6+ bản hàng. Máy ngồi hơi đẹp tầm 98 nha. Máy đẹp tầm 98. Lưng đẹp, vỏ đẹp. Kính keng sạc luôn, kính 99 luôn, không có vết xước luôn. Không thể so với những máy đang trầy xước được. Máy này quá đẹp. Mọi chức năng thì hoàn hảo ha. Kính camera cực đẹp luôn. Chức năng ok. Galaxy Ring, nó là A6+, nó bản hàng nó ghi là Galaxy Ring đó anh em. Rồi, chức năng ok. Máy kính đẹp, lưng đẹp, vỏ thì không phải chơi rồi. A6+, màn hình 6 inch, RAM 4, bộ nhớ 32.
pin thì 3.500 nha anh em, để anh em giá 2.600.000 thôi, 2.600.000 kèm sạc giá lực đầy đủ trước khi gửi máy nha. Rồi con máy A6 cộng cũng kết thúc clip sáng hôm nay, anh em vui lòng cho mình một đăng ký kênh, bấm đăng ký, bấm like video ủng hộ mình nha anh em. Thằng ấy chào anh em nha, hẹn tất cả các bạn vào clip sáng ngày mai. Thằng ấy chào cả nhà.